Sáng ngày 19 tháng 10, liên quan tới vụ sát hại cô gái trong một cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, là nghi phạm gây án. Thi thể của nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp được phát hiện trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, cách cầu Thanh Trì khoảng 10 km là nơi mà Hiệp nhảy xuống sông sau khi gây án. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc tại một cửa hàng quần áo xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị P, sinh năm 1996, ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên cửa hàng. Chị P bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp. Theo lời khai của các nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị P tại cửa hàng vào các buổi trưa, chưa rõ mối quan hệ cụ thể giữa Hiệp và nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiệp đến cửa hàng gặp chị P nói chuyện. Sau đó cả hai mâu thuẫn, cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng làm chị P tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp điều khiển ô tô taxi màu xanh bỏ trốn. Các lực lượng chức năng sau đó tìm thấy chiếc ô tô có đặc điểm ở hiện trường gây án đổ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Theo các nhân chứng, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 17 tháng 10, một nam thanh niên lái chiếc ô tô trên đến và đổ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng.